của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thông tin thành phố Thủ Dầu Một phối hợp với trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ tổ chức vào cuối tháng của mỗi tháng. Và trong chương trình này chúng tôi sẽ cố gắng đem tới quý vị tới những tiết mục hay nhất, những màn trình diễn xuất sắc nhất. Và có thể là trong những số sau chúng ta sẽ có những tiết mục xiếc ảo thuật rồi múa lửa các kiểu nữa. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta sẽ đến với tiết mục nhảy của một tiết mục nhảy của đoàn thanh niên khoa công nghiệp văn hóa. Hiện tại đây là anh Nhị Cũng Hoa đang đẹp qua cái thằng béo mà bảo đi mình đi lùn không nhìn nó nhìn thấy bây giờ sao không quẩy nữa.